Hello mọi người, mình Vũ Viking đây. Không biết là mọi người đã nhận có cái virus thay ma hồi bữa chưa ha? Bữa mình có hướng dẫn mọi người á. Rồi, code này nè các bạn ơi, thì code chúng ta sẽ có hai quả trứng ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập code nha mọi người. Một xíu này mình sẽ để lên dưới phần comment game. Và mình đang dư 5 cái code virus thay ma như thế này cho mọi người, thì mình sẽ để dưới phần comment game có cái link để cho mọi người cập nhật code trên website của mình á. Mọi người nhắn vô lên đó thì mình sẽ để 5 cái code à. Tại vì cái code này có giới hạn cho mọi người, cho nên là bạn nào nhanh tay thì sẽ nhập được. Ở đây thì mình mới copy code này, thì khi mà copy xong nó có khoảng trắng sau lưng mọi người phải xóa khoảng trắng này đi ha. Tại vì hôm qua thì mình nghe nói là có bạn nhập không được, đi nó sai thì các bạn xóa khoảng trắng phía sau đi. Rồi các bạn nhận quà nha. Đấy, nhận quà thành công nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng vô game để xem. Đây các bạn ơi. Ui, hai quả trứng nha mọi người, một quả trứng thường và một quả trứng gâu gâu, thì mình sẽ nở luôn. Đấy, xong trong clip này mình sẽ nở luôn coi thử là có may mắn không ha. Quả trứng này hình như là cũng hai mấy kim cương hay là mười mấy kim cương gì đó mọi người. Hôm nay thì có quà bốc thăm tiền sao may mắn nè, 500 tiền sao với lại là bốc thăm Richo. Thăm Richo này thì cũng bình thường thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình nở hai quả trứng kia được. Ui, nay mở hộp tò mò hết, ta được 7 kim cương luôn. Rồi phần thưởng đăng nhập trong tuần thì sao các bạn ơi, trong tuần tới ha, đó là ngày 8 tháng 11 thì chúng ta sẽ được tặng một quả trứng 7 màu kìa mọi người. À, quả trứng này cũng mấy chục kim cương nha, hình như 12 mấy kim cương các bạn. Rồi vào trong để nở hai quả trứng nha mọi người. Trời ơi, không biết là mọi người đã nở mấy quả trứng này chưa ha. Nhớ nha, dưới phần comment game mình có để link để cho mọi người vào cái trang web mình có code đấy. À, bạn nào nhanh tay thì sẽ nhập được ha. Khi nào có code thì mình sẽ đưa lên đó hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi nở hai quả trứng của mình đã. Hôm bữa hồi xưa thì mình nở hên được con chó thay ma này mọi người. Không biết là hôm nay có hên nữa không nữa. Sáng hôm nay thì mọi người đi học hết rồi sao chưa thấy ai vô nhà mình chơi game à. Rồi nở nha các bạn ơi, hình như mình có một cái túi đồ ăn hay sao á mọi người. Đúng rồi, mình có một túi đồ ăn nha mọi người, chăm sóc luôn. Coi thử là ra con gì đây. Con gì đây mọi người, con gì đây. Ấm ba la. Âu là trời ơi, sao mà nó đen với mọi người ơi, một con chó bào pháp. Đen thật sự à. Rồi bây giờ đến lượt của trứng thường nha mọi người. Rồi nở luôn các bạn ơi. Quả trứng này là cái gì đây? Trời, chó bướm. Con chó bướm này mình có rồi. Mình tiến hóa nó luôn bên này luôn rồi nè mọi người. Đấy, con vui vẻ không quạo ấy. Trời đất ơi, su cà na nha mọi người. Hai quả trứng của mình su nha. Không biết là mọi người đã nở được con gì rồi thì nhớ comment bên dưới nha các bạn. Trời đất ơi, su cà na thiệt á. Để trong phần cửa hàng có gì không ha. Rồi thì ngày mai mình sẽ chốt cái mini game này các bạn ơi. Bạn chưa tham gia thì nhớ tham gia ha. Dưới phần comment game mình cũng có để link cho các bạn tham gia cái mini game này luôn. Bộ đồ hết sức là đẹp luôn nha mọi người. Rồi để coi còn cái gì nữa không. Rồi hôm nay không có đồ mới nha các bạn. Không có đồ mới ha. Để mình mở cái mũ cá đã. Hôm qua thì mình mở được cái mũ xương cá khổng lồ các bạn. Còn ba cái mũ kia mình chưa mở được. Không biết là mọi người đã mở được mũ nào chưa. Trời đất ơi, toàn đồ ăn không nha. Trời đất ơi, hên là bữa cũng hên là mở được một cái không thôi là cũng xu nha các bạn. Có bạn mình thấy mở được hai cái mũ luôn ấy. Trời đất ơi, không biết nhân phẩm lấy đâu ra mà hên thật sự. Rồi đồ ăn không luôn. Rồi đồ ăn không luôn các bạn ơi, xu cà na nha. Rồi đến lượt là hộp kim cương. Trời ơi, 1000 tiền cả kim cương thôi. Trời ơi, ra đồ con vịt nữa các bạn. Ôi trời ơi, không được kim cương luôn các bạn. Trời ơi, xuống vậy, ngày hôm nay xuống với ta. Rồi các bạn nhớ nhanh tay vào trong web của mình để mà nhập code nha mọi người. Trời ơi, hôm nay mở trứng xu quá. Rồi khi nào có code tiếp theo hoặc là chuẩn bị có sự kiện nhận code thì mình sẽ thông báo đến các bạn nha. Và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Bye bye.